Sau 6 tháng thông xe, vào tháng 11 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình cho biết sẽ tạm dừng phục vụ các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 4. Lý do được chủ đầu tư đưa là vì tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình đã thông xe nhưng vẫn chưa được Bộ Giao thông Vận tải cho phép thu phí. Hiện các phương tiện đường bộ chủ yếu tham gia lưu thông trên tuyến đường này, khiến doanh thu trạm thu phí quốc lộ 6 cũng để hoàn vốn tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình bị giảm. Một nguyên nhân nữa là doanh thu thu phí của trạm quốc lộ 6 cũng đang bị thấp so với phương án tài chính do thực hiện chính sách miễn giảm giá vé. Tính tới tháng 2 năm 2019, doanh thu thu phí thực tế trạm quốc lộ 6 bị giảm 28,9 tỷ đồng so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT đã ký. Việc chưa được thu phí tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình cùng với sự sụt giảm doanh thu của trạm quốc lộ 6 đã khiến cho dự án không đủ nguồn kinh phí để thực hiện công tác quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng tuyến đường.